Alo, chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với Quyền Hàng Bãi Tháo Máy Bắc Ninh. Hôm nay em lại làm video giới thiệu đến cho các bác một ít hàng nhé. Thì hàng hôm nay nó có cái gì thì sau các bác em sẽ lướt qua một chút cho các bác. Thì vào đầu video thì em chúc các bác có một cái sức khỏe thật là tốt. Chúc các bác và gia đình có một cuộc sống thực sự là hạnh phúc. Đó cái lời em muốn chúc đến các bác. Và em cũng mong các bác là bấm đăng ký kênh và chia sẻ kênh đối với bác nào chưa đăng ký kênh. Bác nào đăng ký kênh rồi cho em xin một like và một chia sẻ kênh nha các bác. Đó là cái điều em muốn nữa. Và bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác những cái hàng em có trong video ngày hôm nay nhé, để đỡ mất thời gian cho các bác. Bác nào mà rảnh rỗi thời gian thì cứ xem em cho nó vui. Còn bác nào mà thời gian nó eo hẹp thì có thể tua đi nhé, tua đến cái sản phẩm cùng xem, cần xem. Đầu tiên em lên cho các bác những cái phụ kiện inox này, inox 36 nhá, nó kiểu toàn tê mới cút thôi. Đó, chỗ này là mấy cái bàn xoay này, nam châm thì hôm nay em về thêm được mấy cái mã này mới mới đét lên đẹp nhé các bác. Mã này là size 7 cm, rất là to, giá rất là êm. Đó, chỗ kia là dây trượt, chỗ này mấy cái bàn dập này, xích inox vẫn còn này, cái trụ dập của Nga đây, và lưới này. Đó, lưới để cho các bác phơi mực nhé các bác. Đó, chỗ này thì vẫn là bánh xe này, bánh xe em có 3-4 mẫu này. Đó, chỗ này thì là mấy con bi tì nha các bác, ốc em vẫn còn này, nhôm đen, nhôm lỗ đen này. Đó, chỗ kia thì vẫn là mấy cái tấm nhôm và mấy tấm inox vuông này. Chỗ kia là mấy con lô này, chỗ này là mấy cái lồng nhôm này, xa xa kia là phíp nha các bác, inox phíp và inox, chỗ này là nhôm, chỗ kia là meca. Đó, góc góc kia là meca. Đây đến chỗ này, lồng nhôm này, ốc inox này. Đấy, một con trụ, một con hộp số của Nhật này, vẫn nằm đây chưa đi. Đấy, chả nhắm băng còn vứt lộn xộn kia cả các bác kìa. Đó, chỗ này là một con bơm tõm này. Đó, hàng của Nhật nhé các bác, Made in Japan hẳn hoi. Đó, chỗ này thì hôm nay em về được hai cái bình bảo ôn này. Em gọi là bình bảo ôn nhé. Cái này các bác có thể mua về để đựng vaccine hoặc là đựng đá nhé. Đó. Loại này thì em không biết là của nước nào, nhưng mà nó nằm trong cái chương trình hợp tác giữa Việt Nam với Nhật Bản này. Đó, đó. Cái con này thì nó còn tem, con này nó bay mất rồi. Đó, em có hai con thôi, sau khi em review cụ thể cho các bác nhé. Những cái bình inox này, và hôm nay em lại về một con này nữa nhé các bác. Đó. Đó, con này các bác nhìn thì tưởng là con cũ, nhưng mà thực tế không phải đâu nhé các bác. Con này là con mới, cái con cũ thì nó không có hai cái khóa kia cả, con mới thì nó có hai cái khóa. Chỗ này thì là mấy cái mấy cuộn lưới inox này. Đó, lưới inox rất là xịn nhá. Cái cuộn lưới này thì nó còn xịn hơn nữa là nó được bọc nhựa ở bên ngoài nhá, những cái nan này nó được bọc nhựa này. Đó, một cuộn to đùng ngã ngửa nhá, cuộn này to lắm, size 8 phân, à size 80 phân, size 80 cm nhé. Và tiếp tục hôm nay em lại về được một cái con nó gọi là máy máy rửa tay nhé các bác. Đó, các bác có thể là ứng dụng về nguyên bản của nó là dùng để rửa tay ở trong công ty, hoặc là các bác có thể là dùng để làm tủ điện cũng được nhé các bác. Đó, các bác có thể ứng dụng làm tủ điện ở xưởng nhé các bác cũng được, cũng rất là hay. Và các bác lợi dụng được một cái con quạt này nữa, sau tí nữa em sẽ view cho các bác. Đó, đây. Đó, bên trong thiết bị của nó là bao gồm những cái thứ như này nha các bác. Đó, đó là cái tủ. Cái tủ này nó nặng 75 kg. Sau tí nữa em sẽ đo kích thước cho các bác. Và cái sản phẩm cuối cùng em giới thiệu đến cho các bác, và cũng là cái sản phẩm đầu tiên em view, đó là cái xe nâng này nhé các bác. Đó, hôm nay em về được một con xe nâng, xe nâng bằng thủy lực nhé các bác. Đó, em nghĩ con xe này là nó tự chế thôi, nó có cái càng dắt ở đây. Đó, cái chân này là đạp ben nó lên này. Đấy, như này là nó đang hết hành trình, chỗ này là xả này. Đó, xả nó xuống nhá các bác. Bánh xe thì nó sẽ có hai bánh đằng sau này, vừa dẫn hướng vừa phanh. Bây giờ em sẽ phanh lại cho các bác nhé, để sau tí nữa em view cho các bác. Đấy, phanh lại này, phanh lại này, cho nó cứng lại nha các bác, để sau tí nữa em đạp cho nó. Đấy, bây giờ là nó cứng rồi, xe nó cứng rồi nhá các bác. Cho các bác xem tổng thể một vòng trước này. Đó, hình thức thì người ta chế theo kiểu như thế này. Em cũng không biết là trong công ty người ta nâng cái gì,
nhưng mà người ta lại thế có một cái vòng cao su ở đây. Vòng này nó dạng nhựa chứ không phải cao su nhá các bác. Nó có vòng cao su đây. Cái khung này thì khung hai lượt đó, khung hai lượt như thế này nhé các bác. Đấy. Cho các bác xem tổng thể một lượt như thế này. Có thể các bác xem có vẻ thấy nó hơi tối tối đấy, em quay xa thì các bác nhìn tổng thể trước, sau đó em sẽ đo và view kích thước hành trình. Cái cơ cấu lên của nó thì nó lên bằng cái dĩnh hướng, bằng cái u inox này nhé các bác. Đó, bằng cái u inox này, u inox đây này. Đó, thì hai bên nó u và nó có hai cái viên bi trượt ở bên trong, một con ở đây, một con ở dưới kia. Đó, nó có hai bi trượt bên này, nó cũng thế này, một con ở đây. Đó, một con ở đây, hai con bi này nó làm nhiệm vụ, nó dẫn hướng chạy lên trên này. Đó, thì bây giờ em sẽ lấy thước em đo kích thước cho các bác nhé. Em lấy cái thước, sau đó em sẽ view cụ thể. Con này thì nó có bốn bánh xe để đẩy đi nhé các bác, bốn cái bánh này. Thì thực ra là những cái bánh này thì em nghĩ con này nó tải, chắc là nó cũng tải nhẹ thôi. Đó, mục tiêu người ta sản xuất ra nó chỉ để tải nhẹ thôi nhé các bác. Và cái con này thì em nghĩ là người ta cũng đã hoán cải một lần rồi này. Đó, người ta hoán cải một lần rồi nhỉ. Cái khu vực này em nghĩ là người ta cắt ra, người ta nối thêm rồi. Đó, nối thêm lên ra đến đây này. Đấy, cái chỗ này nó còn cái vết hàn này. Em đoán thế thôi nhưng không biết có phải không nhé các bác. Đó. Cái hộp inox em cảm giác là nó cũng bé bé hơn một chút này. Có, người ta có hàn ở cái khu vực này. Em nghĩ là người ta cắt ra này, người ta nối thêm này, cho nó dài, xe nó dài thêm ra. Đó, bây giờ em sẽ đo kích thước tổng chiều dài nhé các bác. Đó. Tổng chiều dài đây. Nó dài đến cái tay vịn này là 136 cm nhé các bác. Đó, 136 cm. Bề ngang của nó đây. Bề ngang của nó đây nhé các bác. Là 81 cm. Đó. Thì lọt lòng ở trong cái đường kính của cái này nhá. Đó, lọt lòng cái đường kính này. Thì là đây. Cho các bác xem. Thì là 74 cm này. Lọt lòng ở trong cái khung này thì là 75 cm nhé. Đó, 75 cm. Đó. Lọt lòng ở trong cái khung này ở cái chiều này thì là 77 cm này, 77 cm đó. Các bác có thể về chế bằng cách cắt cái này đi này, cắt cái đoạn này đi. Đó, thì để cho cái chiều cao nó thấp xuống nhé, thì có thể đút đồ vào trong trong cái này nó dễ hơn nhé. Đó, cắt cái chiều này đi này, cắt cái thanh này đi. Đó. Đó, thì để cho nó ngồi vào cái này. Khi các bác bê đồ lên đây thì nó cũng thấp hơn này, nhấc ra nhấc lại nó khó. Đó, nguyên bản trong công ty là người ta thiết kế, không biết là người ta cẩu cái gì ở trong này, nâng cái gì ở trong này. Em nghĩ nó là cái phi, cái tét tròn gì đó, hay là người ta đặt cái gì lên đây thì em cũng không biết. Bác nào mà hợp việc thì alo em nhé. Và bây giờ em sẽ đo tổng chiều cao của nó nhé các bác. Đây em đo sang bên này. Đây này các bác này. Đó, các bác nhìn kỹ một chút nhá. Tổng chiều cao từ mặt đất lên đến này là 167 cm, 166 đến 167 cm nhé. Đó. Nó thì cái V cái U này này, cái U để dây trượt này nó là U6 nhân mấy đây? U6 nhân 3. Cái U này là 6 nhân 3. Thế còn cái khung này nhé các bác. Cái khung này thì nó là bằng 3 nhân 3. Đó, để em đo cụ thể khung này là 3 nhân 3 này. Khung dưới cùng này thì là 4 nhân 4 này. Đó. Khung này là khung 4 nhân 4 nhé các bác. Khung này là 4 nhân 4 này. Khung trên này là 3 nhân 3. Nó khung ở dưới đáy thì là 3 nhân 3. Còn khung ở cái bộ phận càng này thì là... À, khung ở dưới đáy này là 4 nhân 4 này. Khung ở dưới bộ phận càng này là 3 nhân 3. Đó. Thế còn này, cái này là phi 30 nhé các bác. Đó, phi 30 rất là to. Nó to đây này, cho các bác nhìn này. Nó to đúng bằng cái hộp 3x3 này luôn này. Đó. Rất là to. Tay vịn này là bằng phi 30 nha các bác. Phi 30, phi 31 gì đó. Rất là lớn. Và bây giờ em sẽ đo hành trình nó nâng cao được bao nhiêu nhé. Trước khi đo hành trình nó nâng cao, thì em sẽ đo cái khoảng là nó đã cao có sẵn này là 62 rồi này. Đó, nó đang là 62 nha các bác. Bây giờ em sẽ dẫn này. Thì tiện thể đây thì em view cho các bác dẫm vào cái cần này nó sẽ đạp lên này. Đó, em dẫm này. Đó, nó bắt đầu lên rồi đó. Có thấy chưa? Đó, bắt đầu lên rồi. Em sẽ nó lên kịch nhá các bác.
em đang đạp đang cho nó lên đó. Và cái con này nhá các bác, em vừa đạp, em vừa view, em vừa nói chuyện chia sẻ với các bác đấy, nó lên bằng hai cái sợi xích này đó. Thì em chia sẻ với các bác là con này thì em mới chỉ test nó khoảng độ tạ rưỡi nhá, em mới chỉ test tạ rưỡi thôi thì em thấy nó lên bình thường đó. Cái ti các bác nhìn, cái ti nó vẫn bóng lừ bóng lộn này, còn khá là ngon đó, chưa có vết xước gì đâu nhá, một khô đét luôn, không có dấu hiệu gì dầu đó. Em nghĩ nó còn lên đến nữa, nhưng mà do người ta thiết kế kiểu gì ấy, cái này nó cọc vào đây này, nó cọc vào đây rồi đó, nó cọc vào đây nó không lên được nữa nhá. Vừa nãy em đo là 62, bây giờ em sẽ đo lại. Vừa nãy em đo là 62 này, bây giờ em đo lại là 155. 155 nhá các bác, 155 thì trừ đi 62, 155 thì trừ đi 60, còn 95 trừ đi 62 nó lên được 93 cm nhé các bác, là nó kịch đó. Lên được 93 cm là kịch, nó kịch ở đây này các bác này, kịch ở cái trụ khu vực này đó. Có thể nó, em nghĩ là cái bi này nó còn lên được nữa này, nhưng mà cái ti này nó còn khá là dài nhé đó. Đó thì cũng trao đổi với các bác là cái con này thì em mới test được tạ rưỡi thôi. Đó, em cho bà xã nhà em nặng 60 cân, thằng con nhà em nó 60 cân, hơn 60 cân nữa là tạ 2 này. Mới lại em bốc cái một cái bình này với một cái bình kia nữa vào nữa, thì vào nó cũng vào suýt soát tạ rưỡi. Cái bình này 11 cân, cái bình kia cái này 10 cân, cái kia 18 cân. Đó, thì nó cũng vào tạ rưỡi rồi. Là lên bình thường nhé các bác. Quên em không quay lại video. Đó. Đó là toàn bộ cái xe này nha các bác. Đấy, như hiện tại bây giờ là đang không có phanh. À, em đang dẫm phanh lại. Bây giờ em sẽ nhả phanh ra nhé các bác. Nhả dính cho em đẩy review cho các bác một chút. Đó, nó sẽ dẫn hướng bằng hai bánh sau. Đó, nó sẽ dẫn hướng bằng hai bánh sau nha các bác. Khi em đẩy này là cái bánh dẫn hướng này. Đó, bác thấy chưa? Đó, nó sẽ dẫn hướng bằng hai bánh sau như này. Đẩy thì rất là nhẹ nhàng. Đó. Đó, bác thấy chưa? Một tay em thôi, một tay em đang cầm máy quay. Đó, cái xe này nó nặng một tạ nhé các bác. Đó. Đó, nó lên như này này các bác này. Đó. Nó lên như này là được tổng chiều cao nó 105 là nó lên được 93 cm. Đó. Đó, nếu mà các bác đo cái sàn này nhé. Đo cái sàn này. Nếu mà các bác về bỏ cái sàn trên đi, kiểu như là các bác chất đồ xuống đây này, xuống cái thàn dưới này, thì nó cao 120 cm này. Đó, lên cái mặt sàn này là 120 cm từ mặt đất lên. Đó thì nó cũng lên được 92 93 cm nhé các bác. Đó. Nó các bác có vẻ cần thì các bác có vẻ có thể về cải tạo thêm này, theo em thì nên cải tạo thêm. Đó, nên cải tạo thêm là đưa cái ben này nó dịch ra ngoài một chút nữa. Thì cái này nó đỡ chạm vào này. Nó không chạm vào đây thì nó có thể nó lên được cao thêm một ít nữa, hoặc là các bác nhả cái này ra này. Đó. Nhả cái này ra nhá. Đó, nhả cái này ra này, hàn cái này. Nhả cái chỗ này ra, hàn cái u này lật ngược ra đằng trước. Đó, lật không để nó úp ra đằng sau này nữa mà lật ngược ra đằng trước. Thì cái này nó sẽ lên được nữa. Thì chắc em nghĩ nó lên được khoảng độ 20 phân nữa. Đó, lật úp cái này lên sang bên này, đó, hàn ngược sang bên này. Thì nó sẽ lên được, nó cũng chỉ được lên được đoạn này nữa thôi này các bác, là nó hết hành trình. Chắc được khoảng độ, em đoán chứ, hết hành trình thì nó được khoảng độ 10-12 phân nữa thôi. Đó, là nó được khoảng độ mét, hơn mét một chút nữa. Là tổng cộng nó lên được 1 mét thôi nhá các bác. Đó. Đó, và với khi các bác xả này, nó có cái bàn đây, xả đây này các bác này. Đó, em xả nhá các bác nhìn đây nó chạy này. Đó, nhấc nhả chân ra là nó lại dừng này, lại xả tiếp này. Đó, đấy, nó lại dừng này. Các bác muốn xả kịch luôn thì các bác đấy, giảm kịch là nó tự xuống nhá. Đây, em nhả chân ra là nó dừng này. Đó, xả tiếp này. Đấy, 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 các bác có thể nhả dần dần bằng cái bàn đạp này.
Đó, là nó cây chua, bây giờ là nó cây chua. Đó, rất là an toàn, rất là ngon. Cái cần này để các bác lái này, các bác kéo đi này, kéo hoặc đẩy, nhưng mà nó không xoay được nhé. Đấy, nó không xoay được, để các bác tự đẩy là bánh nó tự xoay. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, bánh nó tự xoay. Đó, đó, bánh nó tự xoay đi xoay lại theo cái hướng mà các bác điều khiển. Đó, cần lái này cũng từ xe nâng tay luôn đấy các bác. Đó, con này nó nặng một tạ nhé, nặng một tạ, toàn inox thôi. Đó, thì nó có những cái gì bằng sắt em sẽ báo này. Nó có hai cái bản mã này là bằng sắt này. Cái bản mã này nó rất là dày, nó dày khoảng độ phân này. Hai cái bản mã này. Đó. Và cái bộ này, cái bộ ti thủy lực này thì bắt buộc nó phải bằng sắt rồi. Đó, nó không thể bằng inox được, không thể bằng nhôm được. Nó bắt buộc phải bằng sắt. Em thì chưa nhìn thấy nó bằng inox bao giờ, nhưng mà cũng chả thấy ai làm cái này bằng nhôm cả, ti thủy lực. Đó. Và cái xe này các bác cần thì liên hệ em nhé. Nó vừa mới về, em quay gấp cho các bác, chưa kịp lên giá. Tiếp theo đến cái sản phẩm thứ hai thì em giới thiệu đến cho các bác cái tủ sấy này, em gọi là cái máy rửa tay nhé các bác. Nguyên bản nó là cái máy rửa tay. Đó, thì bên trên của nó là nó có những cái món gì đây các bác? Bên trong này nó có những cái gì này? Đầu tiên bên trên này nó sẽ có một con át 20A này, có hai cái khởi này. Đó, hai cái khởi này. Đó, hai cái khởi động từ nhé các bác. Đó, hai cái khởi động từ. Ba cái con này thì nó là cái con gì, dơ le gì đó, ba cái con này, ba cái dơ le này, và một cái con nguồn này. Em nghĩ cái con nguồn này này, con nguồn này thì để nó nuôi mấy cái dơ le này thôi. Đó, và một cái con chỉnh, một con này là con gì nhỉ, SSR thì phải chỉnh nhiệt độ nhé các bác. Đó, nó có chỉnh từ 0 này cho đến 50, cho đến 150, đến 250, hay đến 300, và 320 là kịch này, 320 độ C là kịch. Đó, em nghĩ con này là con chỉnh nhiệt độ nhé các bác. Đó, bên dưới này, bên dưới này thì cái bầu quạt gió này nó có bốn cái thanh sấy này. Đó, nào có ba cái thanh sấy ở chỗ này nhé các bác. Đây, chỗ tay em chỉ này, nó có ba cái thanh sấy, nó ăn lên những cái này. Chắc ba con này này, ba con này là nó điều khiển này, ba con dơ le này với ba cái con này là nó điều khiển ba cái thanh sấy đó các bác. Đó, thì ở trong này nó có một cái vòi thổi khí ra này. Đó, một cái vòi thổi khí ra đây nhé các bác. Đó, và một cái vòi phụt nước ra đây, nhưng mà nó bị mất vòi rồi. Đó, bên dưới này, bên dưới này thì nó có một cái con quạt này. Đó, một con quạt nó thổi qua cái lọc này nhé các bác, thổi qua cái lọc này. Đó, cái lọc này là của hãng nào đây thì em chưa biết này. Đó, cái lọc đây nhá các bác. Đó, có một cái lọc này thổi khí qua đây, qua cái ống dẫn này, nó lên nó thổi ra cái vòi này nhá các bác, nó thổi ra cái vòi này. Đó, thì bây giờ em sẽ cắm điện em test cho các bác cái con quạt này nhá các bác. Cái con quạt này là điện 110V cho đến 220V đều chạy được này. Công suất của nó là 1/2 HP nhá. 1/2 HP thì nó sẽ tương đương với là 375W nhé các bác. Điện một pha. Đó, điện một pha. Tốc độ của nó là 3450 vòng một phút này. Đó, sơ đồ đấu điện thì ở bên dưới này nhé. Bên này là đấu một pha này. À, bên này là đấu, bên này là đấu, bên này là đấu 100V này. Bên này là đấu 220 nhé. Đấy, đấu 220. Thì một và ba, hai và bốn, hai và ba đấu với nhau, hai và ba, hai và ba đấu với nhau đây rồi. Đó, hai và ba đấu với nhau đây rồi, bốn đây, một đây. Con này hiện tại đang chạy 220V nhé các bác, đang chạy 220V. Bây giờ em sẽ test điện cho các bác nhé. Đây, người ta đang đấu chạy 220V. Bây giờ em sẽ ghim điện cho các bác này. Đó, điện nhà em nó chỉ có điện 220V thôi, không có điện gì khác cả. Đó, bây giờ em sẽ ghim điện, em bắt đầu em bật này. Đấy, quạt đang chạy rồi nhé các bác. Quạt chạy rồi. Gió nó thổi vào đây này.
Đó, em sẽ lấy máy em. Đây nha các bác. Đấy, quạt đang chạy nha các bác. Quạt đang chạy nè. Đó. Quạt đang chạy này, thổi qua cái lọc này, qua cái ống kia và đi lên cái vòi này nhé các bác. Đó, thổi ra cái vòi này. Đó, thổi ra cái vòi này để sấy tay này. Đây là cái vòi nước này, nhưng mà nó bị bung rồi. Các bác về có thể phải lắp lại nhé. Đó. Đấy, đây là chậu nước này, nước thoát đi này nha các bác này. Đó. Đây trên các bác, đây là cái dơ le chỉnh nhiệt này, chỉnh nhiệt cho những cái thanh sấy ở dưới này nha các bác. Đó. Đó. Gió này là gió sạch nha các bác. Em tắt đi nhá. Em tắt đi rồi. Đó, em chạy review thế thôi để nó đỡ ồn. Em tắt đi cho nó đỡ ồn. Để view cho các bác cái này. Đấy, cái cơ cấu hoạt động của nó nhá. Thì cái khu vực này là cái khu vực để nó lắp chờ nước các thứ này. Đó. Thì trong này nó có một cái khu điện đấu tổng bảng điện ở đây này, nó đang bị rụng ra rồi. Đó, người ta dán bằng băng dính thôi. Đó, nó rụng ra rồi thì em để nguyên đây cho các bác này. Đây là điện tổng vào nhá các bác. Điện tổng vào sau đi lên. Đó. Đây là cái ống nước này, chắc nó thoát ra qua cái lỗ này nhá các bác. Đó. Hệ thống nước này, cấp vào mới nước thoát ra là qua lỗ này. Đó. Nước sẽ cấp và đi vào cái vòi này nhá, thổi ra đây. Đó. Thì còn gió thổi lên sẽ thổi qua cái lỗ này, thổi ra khá là mạnh. Bên chỗ này thì nó có những cái này là nó hiển thị chữ đó các bác. Đây có một cái con công tắc khẩn cấp à. Nút gì đây? Đó, các bác về nghiên cứu thêm nhé. Em thì không dành lắm, tất cả đều nguyên hết. Đó, chỉ có hệ thống nước bị mất thôi. Đó, tất cả còn nguyên hết. AT20A này. Đó, một con AT20A, hai con khởi này. Techco à. Đó. Hai con khởi luôn nhá. Ba cái con này. Ba con này thì em cũng không biết nó là con gì. Thammer. Đó, ba con Thammer này. Ba con dơ le trung gian này của Omron ở Noi nhá các bác, rất là xịn. Đó, em nghĩ là cái nguồn này này, cái nguồn này thì nó để nuôi mấy con này. Cái nguồn này nó nằm ở đây, nó đang bị đó, người ta có giỏ keo người ta dán vào đây nhưng nó đang bị bong ra rồi. Sau lúc nào ấy em dán lại cho các bác nhé, các bác về tự dán cũng được. Đó, đằng trước này thì nó có cái gương như này. Đó, đằng trước này nó có cái gương ở Noi nhá các bác, rất là tiện. Đó, đằng trước này có cái gương này, gương rất là trong nhá các bác, lau đi ấy rất là trong. Đó. Bây giờ thì em sẽ nhả dây ra, em đóng nắp lại để em view tổng thể cho các bác nhé. Các bác đợi em chút, em dừng máy để em đóng lại nắp lại nhé. Đó, bây giờ em đóng nắp lại rồi này. Ở đây người ta có cái dòng chữ là công nhân không được tự ý điều chỉnh máy rửa tay. Đó. Thì bây giờ em sẽ đo tổng chiều cao của nó nhé, cho các bác trước này. Nó một mình em làm nó rất là khó làm. Các bác cố gắng nhé. Nó cao 1m74 này. Đó, có nhìn kỹ nhá. Cao 1m74-75, cao 1m75 ạ. Nếu mà ra đằng sau này thì chắc là 1m75 mà. Đó, nó cao 1m75, rất là cao. Đó. Bề ngang nhá, bề ngang thì em đo chỗ này thôi. Bề ngang là 58 cm này. Đó, 58 cm. Đó. Độ dày của cái buồng mà trên vừa là tủ điện vừa là kính này thì là 32 cm. Độ dày ở buồng dưới này thì là 53 cm. Đó, 53 cm. Toàn bộ cấu trúc bằng chất liệu inox nhé các bác, inox 304. Và cái buồng dưới này nó cao 90 cm này. Đó, đúng đến cái góc này em đo là 90 cm này. Và nó chéo chéo lên như này nhé các bác. Cái mặt chỗ rửa tay này, cái lỗ này thì người ta quét cái lỗ này, đường kính nó khoảng độ chiều này nó 30 cm và chiều này là 18 cm đấy các bác. Đó. Tổng thể của nó đây, em quay xa một chút cho các bác nhìn này. Đó, nó rất là đẹp nhé các bác, rất là đẹp. Đó, hàng kiểu nó chưa sử dụng mấy. Đó,
Con này thì hôm nọ em bán một con rồi. Hôm nọ em bán một con thì cái con hôm nọ thì nó cái vòi nước này nó đầy đủ này, nó có cái vòi nước này hẳn hoi. Để em bật này. Đây cái vòi đỏ đỏ đây này các bác này. Đó là nó có đầy đủ cái vòi thò ra. Con này thì nó bị rụng mất rồi. Đó, nó rụng mất cái vòi nước rồi. Đó. Thì con hôm nọ thì nó thêm một cái vòi đấy thôi. Còn con này thì nó cũng chả thiếu cái gì nhá các bác. Đẹp lắm, còn rất là đẹp. Nhìn nó cái bóng lử bóng lộn tôn inox người ta đánh bóng kiểu gì soi gương được, đâm chính chỉ vì nó soi gương được nhé các bác, đâm ra các bác nhìn nó hơi khó nhìn, nó cứ bóng bóng nhìn nó không thật đâu nhé các bác. Đó, nhìn thấy chưa, nó không thật đâu. Đó, tất cả đều đánh bóng bốn xung quanh, đánh bóng lử bóng lộn. Đó, bác nào alo, bác nào dùng được con này alo em nhé. Đó, tiếp theo thì em về được mấy cái cuộn lưới này. Thì cái cuộn đầu tiên này em đo đây nhé các bác. Nó dài 390 cm này. Đó, nó làm 3,9 m nhé các bác. Rộng là 46. Bề ngang này là 46. Cuộn này em bán 560k. Đó. Và cho các bác xem nhé. Cái cuộn này thì nó vẫn là cuộn hình tròn luôn nhé các bác. Cuộn này thì nó lưới là người ta bọc nhựa rồi. Bọc nhựa cái đoạn này nhờ các bác nhé. Nó không phải là bọc nhựa mà người ta lùa cái ống gì vào ấy các bác. Đó, lùa một cái ống nhựa vào, nếu mà bọc thì nó đã không không xê dịch được. Đó, những cái ống này nó xê dịch được một trong cái khoảng này nhá các bác. Đó. Lưới inox bọc có bọc nhựa. Cuộn này em bán 560k. Nó vẫn còn nguyên, nó là hình tròn nhá các bác. Nó vẫn còn nguyên là hình tròn nhá. Có nghĩa là cái cuộn này em gập đôi vào em đo, sau đó em tính em chia ra nhá các bác. Nó là 3,9 m, 390 cm. Đấy, nó đây này các bác này, nó vẫn hình tròn như này nhá. Đấy, đây là cái đầu của nó vẫn là gập quay lại này, là cả cuộn này nó vẫn hình tròn nguyên. Các bác dở ra là nó chưa rời đâu, nó sẽ không có đầu. Đó. Nhắc các bác thế nhé, không có đầu. Có nghĩa là nó vẫn là hình tròn, nó là cái cuộn hình tròn luôn đấy, không có đầu luôn. Đó, giá cuộn này em bán là 560k, cuộn đầu tiên. Đó. Để em buộc cuộn này lại. Đó là cuộn thứ nhất này. Là 560k, vẫn còn khá là đẹp nhé các bác. Đấy các bác nhìn đây nhé, cái đầu này này, đó nó lại vòng quay lại này, cái đầu này cũng thế này, đầu trong cùng nó cũng vòng quay lại, nó không đứt như các bác, nó là cuộn cuộn tròn. Rồi em gập lại 560k cho cuộn này, dài 3,9 m, bề ngang 46, đó lưới nó hình như này nhé các bác. Đó, đó là cuộn đầu tiên này. Cuộn thứ hai là cái cuộn này. Dài 3,7 m. Bản của nó là 52 cm. Giá em bán cuộn này là 530k, cũng là cuộn hình tròn luôn nhé các bác. Đấy, nó cũng là hình tròn. Đây em cho các bác xem này. Cuộn này thì nó là lưới trần không bọc. Đó, em dở ra cho các bác xem một chút về cái lưới của nó nhé. Đấy, lưới của nó sẽ như này này. Đây các bác, chỗ này nó gập đôi nhé. Bởi vì nó là cuộn tròn, các bác không xem được một nửa. Đó, nó chỉ thêm, các bác chỉ xem được cái này thôi, nó gập đôi. Thì chỗ này nó có những cái mà người ta uốn uốn nó cong cong lên này, các bác nhìn kỹ nhé. Đó, uốn uốn cong cong lên này là em nghĩ để người ta lùa lùa cái dây đai của nó vào để nó kéo hay sao ấy. Đó. Nó cũng là hình tròn luôn nhé các bác. Đây, cái chỗ em gập đây là nó hình tròn như này nhé các bác. Có nghĩa là nó là một cái vòng vòng tròn luôn, không bị đứt đôi ra. Đó, cuộn này thì là 530k nhé các bác. Đó, cuộn này thì dài 3,7 m, khổ của nó là khổ 52. 530k cuộn này. Đó, hôm nay em về được 4 cuộn nhé các bác. Đây, cho các bác xem lại này. 3,7 m, khổ 52, 530k. Đó, lưới thì còn khá là đẹp. Đấy, nó vẫn còn nguyên cuộn mà, chưa cả cắt đấy. Đó. Kiểu như là mọi lần em về ấy, thì là có thể có những cái lô công nhân người ta cắt đấy, người ta rút ra. Nhưng cái cuộn này là người ta dỡ theo cái kiểu người ta dỡ tung máy ra, người ta lùa ra nhé các bác. Đó. 530k cuộn này. Cuộn tiếp theo là cái cuộn này. Đó, cuộn này cũng khổ 52 nhưng mà nó rất là dài. Dài 5,6 m. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Cuộn này em bán giá 900k. Cuộn này nó rất là dài, dài 5,6 m nhá.
Đó, nó cũng là cuộn hình tròn. Đây cho các bác xem nhé. Đây, đó nó cũng hình tròn như này nha các bác, hai đầu nó đều như này. Đây em banh ra này cho các bác xem lưới này, lưới nó hình kiểu này nha các bác. Đó, đấy, nó làm một cuộn tròn luôn, chưa đứt, thế mới mới tuyệt vời nhá. Các bác về có thể tận dụng được, làm được thì không có thì cắt ra cũng được nhé các bác. Đó. Đây, cuộn này thì đây, giá 900k. Đó. Cuộn thứ ba này là 900k nha các bác. Đấy. Và cái cuộn thứ tư, cái cuộn to nhất và cũng là đắt tiền nhất là cái cuộn này. Đó, nó dài 13,2 mét này. Bề ngang của nó là 80 cm nhé. Cuộn này vừa to vừa dài. Giá cuộn này em bán là 2,7 triệu. Thì bây giờ em để em vật cái cuộn này xuống, em cởi dây ra đo cho các bác xem một ít lưới nhé. Riêng cuộn này thì là người ta cắt ra rồi. Đó, người ta có cắt ra, nó không phải là hình tròn nữa. Đó. Đây, em sẽ cởi ra một chút để cho các bác xem cái lưới của nó. Cuộn này thì sẽ dễ xem hơn. Đó. Của nó là như này nha các bác. Đấy. Đấy, lưới của nó đây. Những cái cuộn kia thì nó bị gập đôi thì rất là khó xem. Cuộn này thì lưới nó lại kiểu khác đi một chút nhé. Đó, hai mặt nó đều phẳng, nó không có những cái mà những cái gân gân, người ta bẻ bẻ cong gân này lên này để người ta lùa lùa dây hay lùa lùa cái dây đai đó. Cuộn này thì nó không có. Đó. Đây nha, cho các bác xem cuộn này. Cuộn này thì giá tiền đây nha các bác, em dán lên đây rồi. Đó. Cuộn này thì nó tự đo từ đầu này đến đến đầu trong thì là dài 13,2 mét này. Đó, 13,2 mét bề ngang này từ bên kia sang đến bên này thì là rộng 80 cm này, giá 2,7 triệu cuộn này nha các bác. Đó, cuộn này nó to nặng lắm. Cuộn này nó nặng gần 30 cân nha các bác. Rất là nặng. Đây em để lên trên này cho các bác. Đó. Gần 30 cân cái cuộn này, nặng ơi là nặng. Các bác có nghe đài Yên Phong nhà em không? Không biết là có vào trong mic không, nhưng mà đấy, đài Yên Phong nhà em là cứ 5 giờ chiều là bắt đầu mở khoảng độ 30 phút đến 1 tiếng. Nói về tình hình kinh tế xã hội của địa phương các bạn. Đó. Nhắc lại cho các bác cuộn này nhé, 2,7 triệu cuộn này. Dài 13,2 mét. Bề ngang của nó là 80 cm. Đó, lưới thì em cho các bác xem rồi. Cuộn này là giá là 2,7 triệu. Đó, mình xong được 3 món mà đã nửa tiếng rồi các bạn, em quay được nửa tiếng rồi. Đó, tiếp theo là cái con này. Các bác có cần cái con này thì lại alo em nhé các bác. Con em lại về được một cái con này. Con này là cái con mới về ngày hôm nay nhé các bác. Đó, nó cũng giống y xì như con hôm nọ thôi. Đó, các bác chỉ có phân biệt được bằng cách khác con hôm nọ là ở cái điểm này thôi. Đó, điểm này. Đây này các bác này, điểm này. Đó. Đó. Con hôm nọ nó không có hai cái khóa này nhé. Con hôm nay sinh được hai cái khóa này. Đó, sinh được hai khóa này nhé các bác. Đấy. Cái khóa ở bên này thì vẫn có bình thường. Đây. Đó, vẫn có bình thường nhé. Sinh hai cái khóa này. Này bác nào lấy con này thì được sinh hai cái khóa này. Đó. Cái bình này nó nặng 46 cân nên bán giá 4 triệu nha các bác. Rất là rẻ. Đấy, bên trong của nó đây, chứa được 7 lõi lọc nha các bác. 7 lõi lọc, cái lõi 20 inch nhá. Cái gioăng này này, cái gioăng này vẫn dùng tốt nhá các bác, nó nằm ở đây luôn rồi, không sợ mất. Đó. Em xoáy ra cho các bác xem nhé. Xem lõi lọc ở bên trong nhá, xem cái chỗ để lắp lõi lọc á. Đó, bác nào mà chưa biết đến con này, hôm nay em sẽ nói sơ qua về cách thức vận hành của nó nhé các bác. Đó.
Đó, khi các bác về các bác cho lõi lọc vào đây này. Đó, nó sẽ có 7 cái lõi lọc. Các bác cứ lọc 20 inch các bác cắm vào đây là vừa ít vừa đét luôn. Đó, nó có 7 cái ống lọc này nhá các bác. Thì bây giờ em sẽ view cho các bác xem nhá. Thì cái này quy trình của nó làm việc theo kiểu như này. Ồ, chiều này thì em quay chiều này thì là hơi bị ấy rồi. Đây, quay chiều này nhá. Nước sẽ vào qua đường này. Đó. Nước chưa lọc vào đằng qua đằng này và qua cái mặt bích này. Đó, và cái ống này là tiện đây nói luôn, ống này là ống xả đáy. Ống xả đáy này, cái ống van dưới này là ống xả đáy của cái đường nước chưa lọc. Và cái van trên này là ống xả đáy của đường nước đã lọc rồi. Đó. Khi nước đi vào đây, cái bình này nó sẽ chia làm hai ngăn nhé. Một cái ngăn bé bé ở dưới này, đó, để nó chứa cái nước chưa lọc. Đó. Sau đó là nước chưa lọc sẽ đi qua 7 cái cốc lọc này. Đó, đi qua 7 cái cốc lọc này nhé các bác. Đó, đi qua 7 cái lõi lọc này và thẩm thấu ra bên ngoài. Đó, thẩm thấu ra bên ngoài, đi qua 7 cái lõi lọc đấy và thẩm thấu ra ngoài và thoát ra ngoài qua cái đường này. Đó, các bác có thể lấy ở đây này hoặc là lấy qua cái ống tràn này nhé các bác. Đây nó có một cái ống tràn này. Cái khóa ống tràn này các bác có thể lấy ở cái khóa này nữa cũng được nhé. Đó, cái khóa này này các bác này. Đó, cái khóa này các bác có thể lấy ở cái khóa này. Cái khóa này chính là cái lỗ này này. Đó, có thể lấy ở cái lỗ này hoặc là lấy ở đây. Của nó, đường chính của nó ra là đường này nha các bác. Đó, và có thể thậm chí lấy được ở đây nữa, lấy được ở cái đường ống xả đáy của cái nước đã lọc rồi này. Đó, nhưng mà em nghĩ là cái này không nên lấy ở đây nhé. Cái này lấy ở đây để dùng nước để rửa thôi cũng được, chứ để sinh hoạt thì em nghĩ cái nước này không nên dùng. Đó, đó là cái quy trình của nó là như thế nhé các bác. Thì cái này là cái bình này nó xuất xứ từ Hàn Quốc nha các bác. Thì để em tìm cho các bác này, nó có cái chữ Made in Korea đâu ở đây này. Đây đây đây, chỗ này nó có này. Đây này các bác này. Nó em sẽ zoom lên, nó có chữ Korea đây nha các bác. Đó. Đây, chữ Korea nó ở chỗ này này. Sang bên này mới nhìn thấy nhá các bác. Đây. Sang bên này các bác sẽ nhìn thấy chữ Korea đây. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Chữ Korea đây. Em sẽ bật đèn lên cho các bác nhìn. Đó. Đây, các bác nhìn thấy chữ Korea đây chưa? Đó. Và cái này nó cũng có nhé. Nó cũng có chữ Korea đây, ngay chỗ này luôn. Con này thì dễ nhìn hơn đấy, chữ Korea đây nhé các bác. Ở chỗ tay em chỉ vào này, đó. Thế còn những chỗ khác là không thấy có. Đó. Bây giờ em sẽ xoáy lại nhé. Khi các bác lắp lọc xong nhé, các bác ép cái này xuống này. Bịt cái đầu lọc lại. Đó, bịt cái đầu lọc lại và xoáy cái con ốc này đè xuống nhé. Đây là chưa có lọc, có lọc cái tấm này, cái tấm chắn này nó nổi lên tận chỗ này nhé. Đó. Cái lọc 20 inch nó sẽ lên rất là cao. Đó. Cái bình này thì nó được khoảng độ vài chục lít nhé các bác. Đó, đường kính này là 25 và sâu 61 nhé các bác. Em đo rồi. Hình như là cái lõi lọc của 20 inch là nó cao 51 hay sao á. Đó. Đó, cái bình này em bán với giá 4 triệu chưa bao gồm tiền ship nhé các bác. Cái bình này tiền ship chắc nó mất khoảng độ 250.000 nữa. Đó, nó khoảng độ 250.000 tiền ship nữa nhé. Khoảng độ 4 triệu 2 đến 4 triệu 3. Cứ tính chắc là 4 triệu 3 sẽ về đến nhà các bác nhé. Đó. Đó là cái bình này. Giới thiệu cho các bác xong rồi nhé các bác. Đó, tiếp tục. Chỗ này. Hôm nay em giới thiệu hàng mới trước, hàng cũ em giới thiệu sau. Đó, em sẽ giới thiệu đến cho các bác cái hai cái bình này nha các bác. Bình này nguyên bản của nó là bình đựng vaccine nhé các bác. Các bác có thể tận dụng đựng đá này, hoặc là các bác đi nương đi dãy, các bác cái này đựng nước mát nhé, mang đi đựng cơm nóng các bác cho ở đây này. Đó, mang đi thì các bác đến trưa nó vẫn nóng hổi luôn nhé các bác. Nó rất là dày nhé, thì nó độ bảo ôn nó khá là tốt.
các bác nhìn thấy nó dày như này mà. Đó, em sẽ bật cam lên cho các bác nhìn cái bật đèn flash lên cho các bác nhìn một chút nhé. Đây nha các bác. Đó. Thùng bên trong tối om này nó bằng nhựa đen nhé, cái phần này nó rất là dày nhé. Đó, các bác nhìn nó dày như này mà, các bác nhìn ngang này biết là nó dày cỡ nào. Đó, nó rất là dày nhé các bác. Đấy, dày lắm, nó cách âm cực tốt nhé, cách âm cách nhiệt cực tốt. Đó, nắp của nó đây. Đó, em có hai con, đo qua kích thước cho các bác một chút này. Thì nó cao tổng thể nhé các bác, nó cao tổng thể khoảng độ 34 cm. Đây cho các bác xem, nhìn nó 34 cm này. Đó, đường kính quy vuông của nó là 23 cm nhé các bác, 24 cm. Đó, nó khoảng độ 23,5, chính xác là 23,5. Cái nắp này thì nó là 17 cm này, quy vuông là 17. Đó, bây giờ em sẽ đo cho các bác ở bên trong cái chu vi này cho các bác xem cái độ dày của nó nhé. Đó, vừa nãy em đo là 23,5 nhé các bác, 23,5 mà các bác trừ đi đây có 15 mà. Đó, thì mỗi cái cạnh này nó dày tận 3,5 phân nhé các bác. À, đâu 15 nó dày đến tận 4,5 phân nhé các bác, em cứ tính 4 phân thôi. Đó, một cạnh này nó dày 4 phân thì nó cách nhiệt cực tốt nhé các bác. Đó, mà lại hàng này thì là hàng, nó không phải là hàng bình thường mà hàng do bên ngành y tế người ta đặt hàng ấy. Nó có cái thương hiệu Thêmốt này. Đó, bên dưới gậm này nó cũng có cái logo của Thêmốt ở đây này các bác nhé. Đó, đây Thêmốt đây này các bác này. Đó, đó, hình thức của nó như này, em bán 200k một cái, em có hai cái. Đó, em có hai cái nhé. Cái quai này các bác muốn mở là các bác phải vật ra chiều này, nếu mà vật sang bên kia thì nó vẫn là đóng nhé các bác. Đó, cái này về các bác dùng một hai hôm nó sẽ quen thôi. Cái tem này, cái con này thì nó có cái tem, cái tem này là cái kiểu như là hợp tác Việt Nam Nhật Bản ấy các bác. Đó, đó, cái con này thì nó dùng mất tem rồi, cái tờ giấy dán thôi mà. Đó, thì cả hai con nó đều có cái logo của Thêmốt này ở chỗ này. Đó, con này thì nó dán ở đây, cái con này thì nó đúc liền này các bác ạ. Đó, chắc nó khác nhau về đời đó. Đó, đó, bác nào lấy con nào cũng được nhé, kích thước là giống nhau, giá 200k một con. Tiếp theo sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác hai cái mâm nhôm này. Thì tiện đây thì em để một cái úp và cái ngửa nhé. Con này kích thước là 51 cm này, đường kính này, và dày 1,5 cm. Đó, giá em bán là 1,1 triệu một cái. Nó có bao gồm cái chân inox, cái chặt ba chân inox nằm ở đây nhé. Các bác về, các bác có thể về tháo ra, tại vì em nghĩ có thể là các bác cần cái chân này thì em cứ để lại này. Đó, đấy, thì mặt của nó đây nhé các bác. Đấy, mặt trên của nó đây, cái chỗ phần này là phần nó bị ám thôi. Đó, các bác về để em lấy cái mớ bùi nhùi em thử đánh cái cho các bác xem thế nào nhé. Các bác đợi em chút. À, em nghĩ cái này là em còn chưa cả thèm vệ sinh nhá. Nếu mà em nghĩ vệ sinh thì chắc là nó cũng sạch thôi. Ồ, cái này khả năng phải lấy máy chà các bác. Lấy máy chà nó mới sạch nhá. Đánh này thì lâu á, nó cũng đi nhưng mà lâu. Đấy, để em đánh cho một tí cho các bác biết là nó làm một cái lượt ám thôi nhá các bác. Nó là một cái lượt ám, nó mỏng mỏng thôi. Đấy, về các bác chà đi cái là nó sạch. Đó. Thì nó là nguyên bản, nó là cái nắp lò nha các bác. Các bác nhìn thấy chưa? Nó là cái nắp lò này, cái vết miệng cửa lò cái chỗ này nó là cắt ngang này, nó bằng đây. Đấy, và độ phẳng của nó vẫn là còn khá là ngon nhé, vẫn phẳng tuyệt đối luôn nhé các bác. Giá em bán 1,1 triệu một mâm một cái. Đó, 1,1 triệu một cái nhé, em có hai cái thôi. Tiếp theo quay sang bên này này các bác này, thì em có một cái con máy bơm nhé các bác. Em có một con bơm tõm này, hàng của Nhật luôn nhé các bác. Đó, cho các bác xem mà. Đó, cho các bác cái xem tem nhé. Con này của nó là, nó đến từ cái thương hiệu Tsurumi. Đó, Tsurumi sản xuất tại Nhật này. Đó, cái máy nó đang bị úp xuống này. Đó, Tsurumi.
Con này là nó chạy điện 3 pha nha các bác. 3 pha 380, 400 hoặc 415 đều được. Đó, điện 3 pha 380 nhé. Đó. Thì cái con này nó sản xuất tại Nhật này, để em đọc lần lượt nhé. Con này là công suất của nó là 0,4 kW nhé, tương đương với 400W, tốc của nó là 2833 vòng một phút này. Đó, con này nó có thể đẩy cao tối đa là 9,6 m này. Đó. À, nó bơm với thể tích tối đa quy mắc này là 0,27 mét khối một phút này. Bác thấy sợ chưa? Có nghĩa là nó bơm đến 270 lít một phút. Bơm rất là kinh nhá các bác. Đó, bơm rất là kinh. Còn thì khá là đẹp nha các bác. Tình trạng con bơm này thì còn khá là đẹp. Đó, giá em bán là 1,1 triệu nha các bác. Đây. Đó. Ống nối của nó đây nhá các bác. Bên dưới gậm của nó đây còn khá là đẹp nha các bác. Đấy. Đó, đầu gậm của nó đây. Cái này còn bằng nhựa nhá các bác. Bằng nhựa. Đó. Cánh thì quay rất là trơn tru. Đó, bây giờ là em quay thì chỉ có mình em biết thôi, các bác không biết được. Vỏ này, thân này của nó bằng inox này. Thân bằng inox. Và cái con này thì nó ở cái tình trạng là người ta cắt cụt dây đến đây rồi nhá các bác. Đó. Người ta cắt đến đây này, em nối đoạn này nhá. Đó. Em nối đoạn này. Em nối cho các bác cái đoạn dây nó khá là dài. Các bác không thích thì em lại dỡ ra. Đấy. Em dỡ đoạn dây này ra cho các bác lấy bơm không thôi được. Đó, người ta cắt đến đây. Đó. Em nối lại cho các bác nhá. Đó, giá con này là em bán 1,1 triệu này. Đó, về các bác có thể là kỹ hơn thì các bác có thể là dở ra kiểm tra xem em nối có đạt chuẩn chưa. Đó, sau đó thì bọc lại cho nó kỹ nhá các bác. Đó, bơm tõm thì bắt buộc phải thả đấy. Đó, cho các bác xem cái tem. Con này thì nó còn khá là đẹp nhá các bác, đẹp lắm. Đó, ốc ác vẫn còn sáng choang này, ốc bằng inox hết nhá các bác. Sáng choang hết. Đó, giá con này em bán 1,1 triệu này, em có một con thôi. Bây giờ em sẽ đi vào trong kia giới thiệu từ trong kia dở ra nhé các bác. Đó. Của trang chỗ này thì em có những ít lưới này các bác này. Đó, em để một đống đây nhé các bác. Thì em cho một tấm ra để view cho các bác. Vứt ra ngoài này, view cho các bác dễ nhìn hơn. Đó, hình thức cái tấm lưới là nó sẽ như thế này. Đó, lưới sẽ như thế này. Em đọc kích cỡ của nó này. Nó dài 143 cm, bề ngang này là 50, dài này là 143. Khung này này, khung chạy bao quanh này. Và hai cái nan này em gọi là khung, thì là nan là 5 ly nhá. Thế còn những cái nan nhỏ nhỏ này, những cái nan nhỏ nhỏ này là 3 ly. Thì em bán với giá là 120k một tấm nhá. Đó, thì em có cần này tấm thôi, biết nhiều ít bao nhiêu, chưa đếm. Đó, thì nó ở tình trạng là một số chỗ em sẽ phải chấm lại này, do nó bung ra nhé các bác. Đó, về các bác đánh lại cái là nó sáng choang nhé. Đây em có chấm lại rồi. Đó, đây em có chấm lại rồi. Nguyên bản nó là cái dàn sấy ở trong công ty nhé các bác. Đó, em có chấm lại hết rồi, nó cho nó khỏi bung. Đó, giá là 120k một tấm. Quay vào trong này này các bác này. Thì như ban đầu em giới thiệu những cái ống này. Những cái ống này em vẫn bán là 150k một cân nhá. Thì nó bao gồm những cái gì đây. Đấy, em cầm một hai cái đại diện lên cho các bác xem này. Nó sẽ có những cái như thế này. Em cầm ra ngoài này cho các bác dễ nhìn này. Đó, nó có những cái như thế này. Đó, hình thù rất là kỳ quái. Đó, có cái thì như thế này, nó cứ lộn xộn thế nhá. Có cái thì như thế này đấy, có cái thì nó lại chỉ như thế này thôi. Đó, hai đầu như thế này. Đó, có cái thì lại cũng hai đầu nhưng mà nó lại cong hình cái tay quay như thế này. Có cái cũng hai đầu thôi nhưng mà nó lại cong hình chữ, cong này gọi là cong ba chiều, bẻ ba chiều như thế này nhá các bác. Rất nhiều kiểu, có cái thì như thế này. Đó, nó cứ lộn xộn ở trong này nha các bác. Đó, thì em bán với giá 150k một cân. Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác mấy cái mã nam châm nhé. Hôm nay em mới về, cái lô này nó rất là đẹp nhé. Các bác sẽ tranh thủ mua.
đầu tiên em giới thiệu cho các bác cái thanh này, nguyên bản luôn nhá. Đó, không phải cắt xén gì cả, nó ngắn như thế này. Nó dài 24 cm, bản này là bản 7 cm nha các bác, bản 7 cm. Đây, nó có cái tem này, này. Tem này là chỉ là tem cảnh báo thôi nhá các bác. Tấm này em bán 200k, bản 7 phân, đẹp, long lanh cành đào. Đẹp ơi là đẹp luôn. Đó là tấm thứ nhất. Tấm thứ hai, nó cũng có cái cảnh báo đây, nhưng mà lại rách mất một nửa. Tấm thứ hai dài 30 cm, cũng bản 7 phân, giá em bán là 250k. Đó, đẹp ơi là đẹp nhá. Đó, đây là tấm thứ hai. Tấm thứ ba, tấm thứ ba dài 48 cm, cũng bản 7 phân, em bán 400k. Nó cũng có cái tem cảnh báo này. Đó, hàng thì đẹp ơi là đẹp, trắng phau này nha các bác, hút thì siêu mạnh. Đó, nam châm siêu cường mà các bác. Và cái tấm cuối cùng là cái tấm dài nhất, là dài 60 cm này. Đó, cũng bản 7 phân em bán 600k nha các bác. Đó, bản này là bản 7 phân. Đấy, đợt này nó về lại có cái bản 7 phân rất là tài. Đó, các bác nhìn thấy hẳn cái viên nam châm chưa? Đó, đấy, riêng cái tấm này thì nó bẩn bẩn thì nhìn thấy hẳn hẳn viên nam châm đó. Đó là toàn bộ những cái nam châm mà hàng em mới về nhá. Đây em lật mặt trước này, nó sáng choang như này nhá. Mặt lưng của nó cũng sáng choang như này nhá. Em úp xuống cho nó đảm bảo độ an toàn. Đó, các bác nhìn nó đẹp không? Đấy, lô này lô mới về. Thế còn hàng cũ để nó xỉn xỉn đây này các bác này. Loại này là loại dài 54 cm này. Bản này là bản 7 phân rưỡi nhá, nó dày dã man. Đó, cái này em bán 550k một thanh này. Bản này, bản này thì là dài 77 cm này, bản 6 phân này, em bán cũng 550k một thanh này. Đó, 77 cm nhé. Cái này thì em có khá là nhiều, không biết em vứt đâu rồi. Đúng, cái này em có, bản này riêng bản này em có khá nhiều. Đó, và cái tấm cuối cùng em muốn bán cho các bác là cái tấm này. Đó, cái này là của Mitsubishi nhé các bác. Cái này là cũng 77 cm, Mitsubishi. Bản này là bản 4 phân nhé các bác, bản 4 phân. Đó, cái này thì trước em đang bán là 400k này, hôm nay bán 300k cho các bác này. Lý do là nó bị bênh mất một đoạn như này rồi nhé. Các bác que cắt bớt một đoạn như này mất độ khoảng độ chục phân, hơn chục phân. Thì có giá có 300k thôi. Em có một thanh duy nhất thôi. Đó, đồ này em bán hết rồi nhé các bác, còn một thanh thôi. Quay sang bên này thì em vẫn còn những cái bàn xoay này nhé các bác. Bàn này 480 này, bàn này 600 này, bàn này 1.3 triệu này. Thì hôm nay em không đo kích thước nữa. Đấy, bác nào cần thì em sẽ cho các bác xem cái ổ bi của nó thôi. Đây nha các bác, tít lắm các bác, trơn ơi là trơn. Cái ổ bi này với cái ổ bi của cái bàn to kia là giống nhau nhé các bác. Em cho các bác xem cái ổ bi của nó này, các bác mới thấy độ xịn của nó nhé. Đó, đây, đầu tiên là có hai cái vòng bi Nhật nằm ở đây. À, một cái thôi nhé các bác. Made in Japan, nó đến từ cái thương hiệu Kaika của Nhật. Đó, đó là cái ổ bi đầu tiên. Đấy, nó còn một cái ổ bi thứ hai nằm ở dưới này. Bi này nó dạng bi chịu tải nhé. Đó, nó sẽ có ba nửa úp vào nhau như thế này. Một cái nửa trên cùng là nó nằm ở đây rồi. Đây nha các bác, nó nằm ở cái bản mã này. Đó, có thấy chưa? Nó sẽ xoay như thế này nha các bác. Đấy, bi này là bi chịu tải nén này, rất là ngon nha các bác. Đó, em lắp lại nha, bản sao mà nó trơn tru, trơn ơi là trơn nha các bác. Đấy, nó trơn lắm. Đó, để ý các bác nha các bác, cái con chặn này là nó hình côn nha các bác. Các bác phải xoáy chiều này xuống nhá, xoáy chiều này xuống là nó bị cạ đó. Xoáy chiều này xuống này. Đó, trơn ơi là trơn. Sau đó các bác siết lại con ốc chí này nhé các bác. Đó, cái con này, mấy con này hai con cùng một cái dạng ổ bi đó nhé. Con này thì giá 1.3 triệu. Đó, đó, con này thì giá 480, con này giá 600. Này không đo kích thước nữa. Tiếp theo sau quay sang bên này, em giới thiệu đến cho các bác mấy cái trụ dập này. Cái trụ này 300k này. Đó, trụ này là 300k này.
em cứ gọi là cái trụ dập nhé các bác. Đó, cái này em có nhiều á, cái trụ này thì 270k này. Đó, trụ này là T20 nhé các bác, trụ này là T20, trụ này là T16. Đó, trụ này là T16 nhé. Nhưng mà cái trụ này em thấy cái bi nó xịn hơn này. Đó, em cho các bác xem cái con bi trượt của cái trụ này. Đó, cái trụ này nó có bi, nó có cái logo này này. Đó, xịn hơn khá là nhiều. Em cũng chả biết nó có tốt hay không, nhưng mà nhìn cảm giác nó uy tín hơn. Cái con này thì nó đang bị lỏng ốc này, cái con này thì nó chặt rồi. Đó, đó. Mỡ mang vẫn còn đầy đây này, nó rụng mỡ ra đây này. Đó, để đây nó trôi xuống thì vẫn còn sáng loáng nha các bác. Con nào cũng thế. Đó, con này là 300k, con này là 270k. Bác lấy đằng nào thì lấy nhé các bác. Đó, em còn khá là nhiều, cái nào em cũng có nhiều. Quay sang bên này thì vẫn còn mấy cái cặp dây này. Em có cần này cặp này, bác nào chốt được cặp nào thì chốt nhé. Đó, cặp này là giá 1.3 triệu này. Đó, 6 bọ nhé. Cặp này giá 1.2 triệu này, 4 bọ này. Cặp này cũng giá 1.2 triệu nhưng mà 6 bọ này. Là 6 bọ. Cặp này giá 1.1 triệu này, cũng 6 bọ này. Dây này là của THK nhé. Và cặp cuối cùng bé xíu này, giá 300k, 4 bọ. Đó, quay sang tiếp bên này thì lô nhôm này các bác này, lô nhôm nhá, 360k một quả. Kích thước em để đây, các bác lấy quả trắng này thì là 340 này, lấy quả xanh thì là 360. Lô bằng nhôm đó các bác, tủ điện này. Đó, những cái này là cái nắp thôi nhé, không có cái gì đâu. Công tắc này công tắc không nữa, độc cái vỏ thôi. Giá 450k này các bác này, khá là đẹp. Kích thước em có ghi đây rồi, mời các bác này. Đó, bên trong còn khá là đẹp nhé các bác. Đó, đấy, con này thì là 450k, con này thì là 500k. Bên trong còn đẹp hơn cả bên ngoài. Đó, con này 500k này. Đó, chân máy này 150k một bộ này. Lồng nhôm này các bác này, đó, lồng nhôm không view nữa các bác. Những cái tấm inox này 70k này. Đó, những cái tấm inox này nữa này, tấm em dẫm chân lên đây cũng là inox này. Tấm này là 280 này, em còn 6 tấm. Đó, cái tấm này thì nó bọc ni lông, nó bỏ ni lông ra rồi thì nó cái tấm bên dưới này bọc ni lông đẹp lắm. Đó, những cái tấm này, cái này thì em còn có 2 tấm này, giá 190 một tấm này. Những cái tấm nhôm này, đó, những tấm nhôm này nhé các bác. Tấm nhôm này giá 390k này, tấm nhôm này thì giá 200k này. Đó, em giải lao một tí nha các bác, em mỏi quá. Tiếp tục nha các bác. Đó, hôm nay em về được 2, 4, 6, 8, 11 con này. Bi tì nhá. Đó, hàng rất là ngon này. Đầu này có một cái vòng bi, chắc là 2 vòng bi hay sao các bác. Đó, cái cốt này là bằng inox luôn nhá các bác. Cốt này bằng inox, còn bi này là không biết là bằng nhôm hay sao các bác. Bi này bằng nhôm nhá các bác. Đó, thì em bán với giá là 20k một viên này. Em đo kích thước cho các bác nhé. Thì đầu tiên em kẹp cái gen này. Cái gen này là gen 10 nhé các bác, gen 10. Cái buli này thì nó dày 2cm này. Và đường kính của nó em đo cái chỗ rộng nhất nhé. Nó hơi gồ gồ nhé, các bác nhìn kỹ, nó hơi gồ gồ một chút. Em sẽ đo cái chỗ rộng nhất thì nó là 4cm này, 4,1cm. Đó, đo chỗ mép ngoài này thì nó 3,9 này, 3,9cm nha các bác. Đó, em bán 20k một con, em có 11 con thôi. Đó, có 11 con. Loại thứ hai em muốn bán cho các bác là cái loại này. Đó, loại này nha các bác. Loại này thì nó lại bằng inox nha các bác. Cái bi này thì nó bằng, cái con lăn này là nó bằng inox này. Còn cái này là bằng nhôm. Cái này em bán giá 150k một con nhé.
em đo kích thước cho các bác nhé. Thì nó cao tổng cộng này, nó khoảng độ 8 cm, nó cao khoảng độ 8 cm. Bề ngang này nó 4,5 này, độ dày của nó này là khoảng độ 3,9 cho đến 4 cm. Đó, 3,9 đến 4 cm. Đó, thì cái đường kính của cái con bi này chắc là nó cũng ngang với con kia thôi. Đó, nó cũng khoảng độ 4 cm này, 4,1 cm này các bác. Đó, và độ dày này, độ dày của nó cũng là 2 cm nhé, nó tương đương với cái con này. Đó, nó quay hai đầu như này nha các bác. Các bác muốn tháo ra, các bác xoáy cái con ốc chí này. Đấy, xoáy con ốc chí này, nó có hai con ốc chí. Các bác xoáy ra là các bác rút được ra nhé. À, em kẹp cho các bác cái trục này nữa. Cái trục này thì là trục 1 ly luôn này các bác này. Toàn bộ là bằng inox nha các bác. Cái trục này thì không biết là bằng thép hay là bằng inox thì em chưa kiểm tra, nhưng mà cái con bi này là bằng thép rồi. À, bằng inox à. Đây em kiểm tra luôn cho các bác nhé. Xem cái trục này. Trục này cũng là trục inox luôn này, bi này cũng là bi inox này, còn cái ụ này là bằng nhôm. Đó. Ụ này là bằng nhôm nhá các bác. Ốc của nó bắt hai sườn như này. 150k một con, toàn bộ là bằng inox và nhôm hết. Đó. Đó, bác nào lấy trước thì được hai cái con nó có poly này. Đó, bác nào lấy trước được hai con có poly này nhá các bác. Thì có một con là nó rút ra được nhé, là do nó em nhặt được, em nhét nó vào thôi. Đó, cái con ốc chí này có khi nó còn mất rồi. Không biết là còn không. Đó. Mất ốc chí rồi nhá các bác. Con này thì vẫn còn này. Đó. Các bác về lấy một con này xoáy sang con này. Nó chỉ cần một con thôi. Đó. Có hai con, bác nào lấy trước được hai con có còn nguyên poly này. Đó, còn lại là những cái con này nó không có poly nhá. Em có 5 con tất cả. Đó, những con này không có poly này các bác này. Đó. Nhắc lại các bác là 150k một con. Bác nào lấy trước được hai con này. Đó. Có nào em bán thế nhá. Và con này thì là 50k một con, à 20k một con này. Đó. 20k một con. Đó. Quay sang bên này. Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác cái ốc này nha các bác. Ốc này là ốc thép đen, chưa dùng. Hàng mới chưa dùng nha các bác. Đây. Ốc này bằng thép nhé. Thì ốc này là ốc 6 ly này. Đó, em kẹp là 5,86 này là của nó là ốc 6 ly. Nó dài 3,37 này, gần 3,4 cm này. Cái tán này của nó này. Tán này của nó là 1,4 cm nhé các bác. Đó. Hàng là hàng chưa xài đâu. Đó. Em bán là 50k. Giá cũ em bán 50k một cân này, hôm nay em bán với giá là 100k cho 3 cân nhé các bác. 100k cho 3 cân. Đó, em có cân này thôi. Có cân này thôi, bác nào lấy cả đi. Em bán cho 100k 3 cân thôi. Rất là rẻ. Đó. Tiếp theo sang bên này thì em vẫn còn cái mã này này. Cái mã cái con em gọi là cái bon bàn dập nhé các bác. Đó, nó bao gồm một con xi lanh này, hai cái trục trượt này, trục này là trục phi 20 nhé các bác. Trục này phi 20. Đó, hành trình của nó tạm thời như này là nó chỉ có 1 cm thôi. Các bác có thể nới hành trình bằng cách là nới hai con ốc này ra nhé. Đó. Cái này hai cái gông này của nó là bằng nhôm nhé các bác. Đó, em bán có 200k một con đó. Em còn hai cái bộ bánh xe của y tế này. Đó, mỗi bộ 500k này. Đó. Tiếp tục giới thiệu đến cho các bác cái bộ dập này nhé các bác. Các bác có thể về chế cái này làm cái gì cũng được này, nó rất là hay nhé, nó rẻ này. Đầu tiên em giới thiệu các bác cái bộ này. Đó. Nó trượt xuống như này nhé. Đó, khi các bác cấp khí vào đây là nó trượt xuống này. Các bác nhả khí ra là nó lại phụt lên này. Đó, nó có lò xo nó đẩy lên. Đó, các bác cấp khí vào nó đẩy xuống, khí nó đẩy xuống nha các bác. Thế còn nó đẩy đằng nào thì em cũng chưa nghiên cứu là nó tại làm sao mà khí nó lại đẩy xuống được. Đó, em cấp khí vào là nó đẩy xuống như này. Đó.
Và khi các bác muốn nó dừng lại nhá, thì các bác cấp khí vào đây thì nó lại hít cái này xuống thì nó giữ lại này. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, nó có cái đinh chốt là nó chốt xuống đây nhá các bác. Bác nhìn thấy hai cái đinh chốt chưa? Chốt đây. Em nhả tay ra là cái đinh nó tụt lại này. Đó. Đó, bác nhìn thấy chưa? Đây này, cái đinh của nó đây này. Đấy, ở đầu này cái đinh nó thò ra đây. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Đây, em làm lại lần nữa nhé. Đó. Bỏ tay ra là nó thụt lại này. Đấy, các bác cấp khí vào là nó đẩy xuống như thế này. Còn nhả khí ra nó tụt lại. Nhưng mà các bác cấp khí vào cái luồng trên. Luồng này. Thì nó giữ lại, nó hít xuống như này, nó giữ lại. Đây, nó giữ lại bằng bốn cái chốt này. Một cái nữa ở tay em đây. Đó, nó giữ lại bằng bốn cái chốt này. Thì cái con này hành trình của nó là được có mấy, được có 8 mấy cm, được 5 cm thôi nhé các bác. Bề ngang con này là 8 cm, tổng chiều dài của nó là 14 cm. Đó, 14 cm, con này em bán 120k. Cái con này thì cơ cấu hoạt động nó cũng như thế, nhưng mà nó to hơn em bán đắt hơn này. Con này chiều này 12, chiều này 13. Hành trình của nó cũng là khoảng độ 5 cm nhé. Cơ cấu hoạt động y xì như con kia. Đó. Ấn xuống nó cũng mắc này. Đó, ấn xuống là nó mắc. Nhả tay ra là nó bật lại. Nó cũng có hai đường khí nén cấp vào đây. Cái này là cấp để nó hít xuống. Còn cái này cấp để nó đẩy như này. Đó. 180k cho con to này. Con bé là 120k. Đó, ngoài ra em vẫn còn những cái bộ bánh xe này nha các bác. Bộ bánh xe này giá 550k này. Đó, AC600 nhé các bác. Đó, em có một bộ thôi. 550k bộ này, 4 bánh. Bộ này mất giá rồi. Bộ này như em bán 300 hay sao. Đó, bộ này thì 300k này. 4 bánh giống nhau. Đó. Ngoài ra thì em vẫn còn cái trụ dập này nha các bác. Cái trụ dập này của Liên Xô 700k. Sợi xích nha. Sợi xích này giá 1.3 triệu cả bộ này. Đó, giá 1.3 triệu cả bộ nhé. Đó, bao gồm cả hai cái bu li xích, hai cái bánh răng xích nhé. Bộ này cái sợi xích của nó dài 5.5 mét này. Đó, sợi xích dài 5.5 mét, xích bằng inox nhé các bác. Bằng inox hết. Cái này cũng bằng inox, chỉ có mỗi cái vòng bi này có 4 cái vòng bi, tất cả đầu này 2 cái, đầu kia 2 cái là bằng sắt thôi. Đó, chỉ có vòng bi đồng sắt, còn toàn bộ bằng inox hết. Những cái tấm nhôm này nha các bác, em sẽ view cho các bác những cái tấm nhôm này. Để em bật máy lên em view cho các bác cái tấm nhôm này. Đầu tiên là cái tấm này này. Đó. Giá là 110k này. Kích thước của nó em có ghi đây rồi nhá. Kích thước là nó giống nhau toàn bộ, nó chỉ khác nhau về lỗ thôi. Đó, tấm này giá 110k. Tấm này thì giá 100k này, lỗ to hơn, nó nhẹ hơn thì em bán rẻ hơn này. Đó. Kích thước em có ghi đây giống nhau hết. Tất cả những cái tấm này kích thước đều giống nhau, nó chỉ khác nhau về lỗ thôi. Tấm này giá 125k này. Đó, lỗ vuông, lỗ hình chữ nhật như này nha các bác. Đó. Và cái tấm này giá 130k này. Đó, 130k nhé. Kích thước giống nhau hết, khác nhau đầu cái lỗ thôi. Đó là toàn bộ những cái tấm inox lỗ. Quay sang bên này thì em có cái ốc này các bác này. Đó, em giới thiệu mã này trước này. Dài 21, gen 20. Mã này thì là cũng dài 21, gen 24. Và hôm nay em lại về thêm cái mã này nữa này. Úi rồi, bà xã không ghi rồi. Mã này không thấy ghi nhá. Mã này thì ốc hai đầu nhá các bác. Ốc hai đầu như này. Đấy, vào hai đầu. Đó, em đo kích thước cho các bác nhé. Kẹp luôn để các bác dễ biết luôn kích thước của nó này. Em xoáy ra hai đầu để em móc thước cho nó dễ nhé. Đó. Nó dài tổng cộng là 34 cm, gần được 34. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Gần được 34. Và con này thì là gen của nó là gen bao nhiêu đây? Gen 21 nhé các bác. Em kẹp như này 21 năm rồi, chẳng lẽ gen 22 à? Em ốc này là ốc bao nhiêu này?
ốc này ốc 31, ốc 31 nha các bác. Đó thì em bán đồng giá, em bán tất cả những cái này em bán đồng giá là 65.000 một cân, 65.000 một cân nhé các bác. Đó, 65.000 một cân cả ba mã này, bác nào lấy đằng nào thì lấy nhé. Đó, những cái con này có khi nó nặng gần cân này. Con này em nghĩ nó phải hơn cân nhé các bác, rất là nặng. Nó to này, nó dài như này cơ mà, 65k một cân. Quay vào trong này thì lại giới thiệu tiếp tục cho các bác cái bình này. Đó, cái bình này, cái bình này, đó, cái bình này dung tích 10 lít nhé các bác. Kích thước em có ghi đấy rồi, nó dài 45 cm, đường kính của nó là 17 cm và nó cao 27 cm từ đất lên. Nó sẽ có 5 cái vòi như này và một cái vòi ở dưới gậm nữa. Đó, giá là 1.200.000. Thế còn cái bình này, em giới thiệu đến cho bác cái bình này. Đó, cái bình này là giá 1.700.000 này. Nếu mà các bác lấy full bộ từ đây trở lên, nếu mà các bác không lấy cái đế này thì em bán cho các bác giá 1.500.000, không lấy cái khay khay vuông ở bên dưới này nhé, thì là giá là 1.500.000. Bây giờ em sẽ view cho các bác này, em sẽ quay cao lên một chút, cái cam nó cao lên một chút để view cho các bác là dễ nhìn nhé. Đó, bây giờ em sẽ tháo cái gông này ra này. Cái bình này của nó bằng chất liệu inox 316 nhé các bác. Đó, bỏ cái gông ra. Đây nó có một cái khóa. Cái khóa này thì người ta ghi rõ ràng, đây cái giòn cao su nó em ném vào trong này, nó đỡ mất. Khóa này người ta ghi rõ ràng bằng inox 316 luôn nhé các bác. Đó, 1/2 này, 316, đó. Nắp của nó thì nó có 4 cái ống như này, 3 cái vòi và một cái phao, cái này là phao nhé các bác, cái này là phao. 3 cái vòi nó ăn lên đây, một cái ăn lên khóa này, một cái ăn lên khóa và hai cái ăn lên hai cái này. Và vẫn còn dư một cái bỏ không này, chưa dùng. Đó, đậy lại nha các bác. Đó, bây giờ em sẽ đo kích thước. À cái nắp này nữa, view cho bác cái nắp này xoáy ra được này. Em nghĩ để châm dung dịch vào đây này. Đó. Đó, xoáy ra được, rất là đẹp nhé, nắp rất là đẹp. Đó. Đấy. Thì cái bình này tiện thể đây thì em đo, em đo từ cái khay dưới này. Khay dưới này là một chiều này là 28 này. Chiều này thì là 31 nhé các bác. Đó, nó chưa được 31, suýt suýt 31. Và cái khay này của nó là cao 4 cm. Đấy, khay này cao 4 cm. Đó, còn cái bình này nó cao từ, em đo cái bình không nhá, nó cao 28 cm. Đường kính bao ngoài, đường kính bao ngoài là 23 cm. Đó, đường kính bao ngoài là 23. Bây giờ em sẽ đo bên trong để các bác tính dung tích nhé. Bên trong là đường kính bên trong thì sẽ là 21 cm nhé các bác. Đó, 21 cm và nó cao 27 cm. Đó, cao 27 cm. Các bác 21 này, 21 này các bác cứ chia đôi, nó là 10,5. Các bác cứ lấy tính thể tích thì là lấy bán kính nhân 3,14, sau đó nhân với chiều cao thì các bác sẽ lấy là 10,5 nhân 10,5 nhân 3,14 và sau đó nhân với 27 thì nó sẽ ra cái thể tích của cái bình này nhé. Các bác nhân giúp em cái. Đó, cái bình này nhắc lại các bác này là em bán 1.700.000 bao gồm cả combo như thế này. Nếu mà các bác mua bình không, không lấy cái đế vuông ở bên dưới thì em bán 1.500.000 nhé các bác. Đó, không lấy đế vuông bên dưới em bán 1.500.000. Bình thì khá là đẹp và em có số lượng rất là nhiều. Cái này em có vài chục cái nhé các bác. Đó, em có vài chục cái, em bày ra đây có 2 cái thôi. Đó, bình rất là đẹp, đẹp ơi là đẹp luôn. Đó, các bác không lấy đế thì em bán là không lấy cái đế vuông. Khả năng lúc nào đó em sẽ tháo rời một cái ra để cho các bác dễ nhìn. Không lấy đế vuông là em bán 1.500.000, mà lấy cả đế vuông thì em bán 1.700.000 nhé các bác. Ngoài ra cái bình này em cũng bán 1.500.000 này. Đó, bình này khá là to nhé các bác. Đấy, trông nó rất là đẹp, rất là hầm hố này. Đó, bác có vào việc gì không, nó đẹp kinh khủng luôn. Đường kính của nó là 36 cm.
chiều cao từ dưới này lên là 22 cm. Cái đế này của nó này, đế này của nó 1 chiều 47 này, 1 chiều 41 rưỡi này, đó, đó, giày 3 ly nhé, toàn bộ giày 3 ly, nó cũng bằng inox luôn nhé các bác, giá 1 triệu rưỡi cái bình đó, cái hộp số này là em bán giá 3 triệu rưỡi này, em đã test rất nhiều lần rồi mà vẫn chưa đi nhé các bác. Đó là cái sản phẩm cuối cùng em muốn giới thiệu đến cho các bác rồi. Ngoài ra bên em vẫn còn những cái trụ trụ này, dập này, các thứ này, những cái bàn này. Nhưng mà hôm nay em mỏi rồi em không view nữa nhé. À, quay vào trong này thì em cố gắng em view cho các bác nốt cái này. Cái tấm lưới inox này em còn một tấm duy nhất này. Đó. Em đọc kích thước cho các bác nhé. Dài 106. Đó. Rộng là 97. Cái thành này là dày 1,5 cm. Và cái lỗ này nó khoảng độ 14 cho đến 15 ly. Đó, lỗ này 14 đến 15 ly nhé. Đây cho các bác xem nhé, người ta uốn nó hình chữ U lên như thế này này. Đó. Đó. Quay sang bên này thì chỗ trong này vẫn là những cái tấm lưới nhôm này. Có cần này kích thước nha các bác. Đấy, do cái trong này nó hơi chật đâm ra em cho lướt qua cho các bác thôi. Đó, đây là một loại này. Đây là loại thứ hai này. Và đây là loại thứ ba này. Đó, và đây là loại thứ tư, em có 4 loại đó. Đó, em có 4 loại đó nhé các bác. Đó, 4 mẫu này. Mẫu này thì có 2 tấm thôi. Có cái thì có nhiều, có cái thì có 2 tấm thôi. Và đây vào cái loại thứ 5 nữa này. Đó, loại thứ 5 nữa 300k. Đấy, em có cần này. Và Meka này. Meka nhé các bác. 66 x 51 x 0,8 này. Giá 180k một tấm này. Đó, Meka trong này. Đó, trong veo nha các bác. Meka trong tối màu này. Hàng này là hàng tối màu một chút nhé các bác. Đó, kích thước là 89 x 88 này, dày không dày 4 ly. Giá là 220k. Đấy, cái này em còn một ít nữa thôi. Đó. Quay sang bên này thì cố gắng giới thiệu đến cho các bác nốt mấy mã nhôm nhé. Thì em sẽ nghỉ. Mã này là 1.250.000 này. Đó, hai mặt rất là đẹp. Mã này 500k một tấm này. Đó. Mã này 300k một tấm này. Kích thước em để đây. Giá tiền em cũng để đây. Tấm này 700k một tấm này. Đó. Và tấm này 750k một tấm này. Tấm này thì nó dày hơn nhé, giá nó đắt hơn. Đó. Và cái tấm này nữa mãi chưa đi này. Đó, rất là dày. Một tấm inox duy nhất này. Tấm inox nha các bác. Kích thước của nó là 120 x 60. Thành dày 2 ly. À, thành dày 2 cm. Inox dày 1 ly 6 nha các bác. Cho các bác xem mặt đằng sau. Đó, mặt đằng sau người ta uốn lên như thế này. Đó. Không có một lỗ nào, bề mặt sẽ không có một lỗ nào. Giá 750k, em có một tấm duy nhất thôi. Các bác làm mặt bàn thì khỏi phải với bàn nhé. Mấy bác bán thực phẩm đi. Bán thực phẩm tươi sống đi. Bán thịt, bán cá nhé. Bán vịt, các thứ. Các bác mua cái này làm mặt bàn thì không có cái gì điểm. Đó. Tiếp theo em về lô phíp này nhé. Đấy, cũng chỉ vì lô phíp này em view cho các bác này. Kích thước là 50 x 48, dày 1 cm. Giá em bán 190k một tấm, nó đẹp kinh khủng luôn. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Em lật đại diện 2-3 tấm thôi. Đó, đẹp kinh khủng luôn. Đẹp lắm. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Phíp đỏ nhé các bác. Đó. Giá 190k một tấm này. Tiện thể đây giới thiệu luôn cho các bác cái tấm đá. Cái tấm đá mà em giới thiệu nó là cái bàn hít đó. Giá 800k này. Em vẫn còn 3 tấm nữa là hết nhé. Còn 3 tấm nữa này. Cái lô này em về 8 tấm, bây giờ còn có 3 thôi. Đó, còn 3 tấm để đây, tranh thủ. Hôm nay không giới thiệu kỹ về cái tấm đấy. Không có ý định bày ra bán nhé các bác. Tấm phíp tiếp này.
350k, em còn vài tấm này. Đó. Tấm phíp tiếp này. Tấm phíp đen nha các bác. Giá 200k. Đó. Nó sẽ có hai cái lỗ, một cái lỗ to ở đây và một cái lỗ nữa ở dưới này. Đó. Đấy, nguyên bản em tháo ở cái người ta là người ta cái chỗ này là người ta khoét để người ta lùa dây điện lên nhé các bác. Đó. Và cái tấm này em còn một tấm này. Hai tấm đi một rồi còn một nhé. Đấy, 100 × 99,5 giá dày 8 ly này, giá 650k. Tình trạng là góc khuyết ở đây. Góc dưới kia cũng khuyết thế nhé. Góc bên này cũng khuyết thế này. Đó, và góc dưới kia cũng khuyết thế này, khuyết luôn cả bốn góc luôn. Thế mới tệ. Và hôm nay em giới thiệu đến cho các bác cái tấm này. Đấy, em còn một tấm duy nhất này. Đó. Đây là bẩn nha các bác. Bẩn em chưa lau. Lau đi thì nó sẽ sạch. Chỗ này là bẩn thôi. Đó, chỗ này cũng là bẩn thôi. Đây em đo kích thước cho các bác nhé. Đấy, nó dài 99 này. Và xem nó cao bao nhiêu nhé. Đầu tiên em sẽ đo làm hai nửa bởi vì nó quá là cao. Em đo đến chỗ này trước này là 103 này các bác này. Đó, đo đến chỗ này là 103. Đó, bây giờ đo từ trên kia giờ xuống này. Đấy, là 98 nữa này. Thế là nó cao 2m02 nha các bác. Cái tấm này nó cao 2m02 thì em tính là 2m01 thôi. Và tính 2m thôi nha các bác. Và 99 này, cao 2m này. Nó tình trạng là đây, một góc khuyết chỗ này. Một góc khuyết chỗ này. Một góc chỗ này. Một góc chỗ này. Một góc chỗ này. Và góc này cũng thế. Đó, cũng khuyết thế nha các bác. Tất cả là 6 chỗ khuyết. Người ta khoét, người ta lùa vào cái khung 4x4 đó các bác. Đó, lùa đúng vào cái 4x4 vừa đét. Đó, cái này thì nó dày, cái tấm này là dày 1cm nhé các bác. Đó, bác nào cần cái tấm này, cần khổ lớn thì cần tấm này, alo em còn một tấm duy nhất thôi. Đợt trước về được 5-6 tấm thì cứ bán dần bán mòn hết thôi. Cái tấm này thì em bán với giá là hình như là 1,4 triệu hay sao, hay 1,5 triệu em không nhớ đâu. Hình như 1,5 triệu thì phải. Đó, nó khoảng độ 2m² nha các bác. 2m² nó khoảng độ 1,5 triệu tấm này. Đó là cái sản phẩm cuối cùng em muốn giới thiệu đến cho các bác rồi. Các bác mua được cái gì thì liên hệ với em qua cái số Zalo em để trên góc trái màn hình nhé các bác. Góc này này. Đó, gọi điện hoặc Zalo đều được. Và video của em hôm nay đến đây là hết rồi. Em chúc các bác có một cái buổi tối thật là vui vẻ. Hẹn lại với các bác ở video ngày mai. Thân ái chào tạm biệt các bác.